Chính Audio xin kính chào tất cả các bác. Các bác đang nghe một đoạn nhạc tép bass bộ Pampa. Bộ này là bộ loa giống bộ bô 101IT nhưng mà có mạch khuếch đại công suất tích hợp vào phía bên trong loa nha các bác nhé. Bộ này em sẽ giao lưu với các bác giá là 4.350.000. Giá 4.350.000 bộ này nha các bác nhé. Bác nào có nhu cầu thì xin mời liên hệ với em qua số điện thoại 0916507222. Em ở tại khu đô thị Thanh Hà, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Các bác nghe những cái đoạn test bass đi thì các bác sử dụng cái tai nghe thì có thể tái tạo lại được phần nào chất âm của nó nha các bác nhá. Vì là khi mà em quay qua điện thoại thì tất cả những cái tiếng bass nó xuống sâu ấy, qua điện thoại sẽ không thể thu được những cái tiếng đấy ạ. Các bác mà có ở Hà Nội thì xin mời các bác đến trực tiếp tại nhà nhé, để có thể cảm nhận được thực tế cái chất âm của tất cả những cái dòng hàng mà ở bên nhà em đang có hàng ạ. Em xin mời các bạn nghe tiếp đoạn nhạc. Hiện tại bây giờ cũng khá là muộn rồi nên là em cũng không thể mở mức âm lượng nó có thể thu âm tốt nhất được cho các bác nhá. Thì em xin phép em dừng cái video tại đây. Em cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn theo dõi, đăng ký và ủng hộ cái kênh của em. Em xin chào các bác.